Con hươu còn biết yêu thương mẹ. Dê mẹ xả thân bồi sữa cho dê con. Đại bàng lớn tụ thành đàn bay về hướng nam. Những con quạ còn biết đúc mồi cho quạ con. Người già luôn định được phương phía trước. Bồ câu thường giúp người đưa thư. Bò già rồi mà vẫn phải cày ruộng cho người. Chó thì rất trung thành với chủ. Không khí với ánh sáng mặt trời vốn dĩ rất tự do. Hơi thở dưới đao của người đồ tể là ngắn ngủi như thế. Tất cả nhịp mạch đập đều là tuyệt vời của thế giới này. Tôn trọng tất cả sinh mệnh chính là yêu quý sinh mạng chính bản thân mình. Bảo vệ tất cả sinh mệnh chính là mang lại món quà hạnh phúc cho bản thân mình. Thực tế mà nói, cứu mạng chúng sinh cũng như cứu mạng chính bản thân mình vậy. Cứu mạng, câu chuyện của Vương Lão Thái và chú chó Lưu Lạc. Này này, đừng làm ồn nữa, bà ra ngoài hái thuốc chút sẽ quay về ngay. Lạ thật, sao hôm nay tụi nó sủa mái không ngừng vậy nhỉ? Bà Vương, lũ chó đó của bà đó hả? Định sủa đến chưa chắc, không để yên cho người khác nghỉ ngơi sao? Xin lỗi cô Lý, có lẽ là hai chú chó mà tôi mang về hôm qua có vấn đề về bệnh ngoài da, cho nên nó mới làm ồn như vậy. Tôi đang chuẩn bị lên núi hái thuốc. Thật là kinh tởm quá. Đúng là bà già phiền phức. Sao bả luôn nghĩ vậy nhỉ? Toàn mang về những giống chó mèo bệnh hoạn không? Hey, tội nghiệp cho mấy chú chó. Nếu không cứu chúng, chúng sẽ chết mất. Tôi ơi, cứu tôi. Ôi, mình thật là ngốc mà. Kêu gào cũng vô ích thôi.
Nước, nước. Cứu tôi. Là tụi bay hả?
Nam Mô A Di Đà.